Kính thưa Thầy, cho con hỏi hai câu. Câu hỏi một phải: cha con chết ngày 13 tháng 5, hàng năm em trai con cúng buổi trưa ngày 13 tháng 5. Con ở xa không về được, nên con cúng buổi chiều ngày 13 tháng 5. Nhiều người nói cúng buổi chiều cha con không ăn được, mà còn bị cô hồn đánh. Nên con đổi lại ngày cúng buổi trưa ngày 12, nghĩa là cúng trước một ngày. Xin Thầy cho một lời khuyên để con biết cúng ngày nào đúng hơn. Câu hỏi 1. Câu hỏi 2. Con là Phật tử đã quy y Tam Bảo, bốn giới cũng giữ được hoàn toàn. Riêng giới sát sanh, con chỉ giết con ruồi, con muỗi, con nhện nhện mà thôi. Vậy con có phạm giới sát sanh không? Nếu có thì con phải làm sao? Bởi vì những con này nếu con không giết nó sẽ gây hại đến sức khỏe những người, những thành viên trong gia đình con. Xin Thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề cúng kiến. Người mất ngày 13 mà mình cúng ban đêm á, chiều đó, thì có người nói là không nên, bởi vì cúng như vậy là bị cô hồn đánh. Thì bây giờ có một cách cô vẫn có thể cúng được ngày đó mà không bị sao hết, là nhờ cái người nói đó can thiệp giùm giữ cô hồn. Bởi vì không ai, ngay cả ông thầy còn không biết có cô hồn bị đánh, mà người đó biết là người đó giỏi quá rồi, phải không? Thầy không biết có vụ đó, mà cái vị đó biết thì là người này quá siêu rồi. Thôi thì nhờ vị đó can thiệp với cô hồn ấy. Hey, you stay on the side. Những cái quan niệm đó là quan niệm tà kiến, nó không có một chút lý lẽ gì. Mà thưa đại chúng, cái cúng kiến nó cũng chẳng nằm ở trong Phật giáo. Đây là cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà tổ tiên. Sống thì sinh nhật, qua đời thì ngày mất. Người phương Đông không quan trọng ngày sống, quan trọng ngày mất. Cho nên ít có phương Đông mình ăn sinh nhật là sau này bắt trước tay. Chứ còn cái cách của người phương Đông của chúng ta là, tại vì sao? Tại vì người đó còn sống, mình thấy hàng ngày mình đối xử tốt là sinh nhật rồi. Chứ đâu phải đợi sinh nhật mới tặng quà. Ngày thường chửi người ta muốn chết, rồi tới ngày sinh nhật mua bông tặng. Vậy thì tại sao hàng ngày chúng ta sống chúng ta không tốt với nhau mỗi ngày đi? Là mình tặng quà sinh nhật cho người đó mỗi ngày rồi. Bởi vì nhật là cái ngày, sinh là sống. Nếu mà ngày đó họ sống mà mình làm cho họ vui vẻ là sinh nhật của họ rồi. Chứ tại sao phải đợi tới một cái ngày đó họ, ngày mà ngày đúng họ ra đời bắt đầu mua hoa tặng, ngày thường đánh đập chửi bới ổn tỏi hết. Như vậy thì mình thiếu cái gọi là thực tế. Cũng như thế, còn sống hãy cúng nhau đi. Hãy cúng nhau. Ví dụ cúng bằng cách nào? Nụ cười, lời nói, biết bao nhiêu cách để chúng ta đãi ngộ nhau khi còn sống. Nhưng mà khi chúng ta mất rồi, bởi vì cái cơ hội quên người đó dễ lắm. Một năm sau là đã quên, hai năm quên, ba năm quên. Cho nên ông bà tổ tiên của phương Đông là duy trì ngày mất để con cháu đừng quên cội, quên nguồn. Cúng ông bà vào cái ngày mất đó. Còn phương tiện cúng bất cứ giờ nào quý vị có được. Thậm chí không cần phải một mâm cơm. Khả năng mình cúng cái gì có. Cách đây không lâu, Pháp Hòa mới gọi qua thầy Nguyễn Nguyện. Hỏi thầy ơi, chương trình thế này thế kia, hỏi thầy. Thầy mới nói, thầy nghe thầy lục lục, hỏi thầy làm gì? Tôi đang nấu bún riêu. Hỏi thầy nấu bún riêu làm gì? Bữa nay ông bạn tôi Việt Nam mất, cũng một vị thượng tọa mất. Mà tôi nhớ tới thầy, biết được ngày mất của thầy. Thôi thì sẵn chiều nay mình nấu bún mình ăn, cúng cho thầy. Đâu phải cúng, phải cần ba chén cơm. Phải không? Ví dụ như giờ anh Mỹ mình ra AW mua cái burger chay cúng cũng được. Cái cúng đó chỉ là một hình thức biểu tượng để chúng ta nhớ nghĩ. Chứ không có cái vấn đề gì trở ngại hết. Cho nên mình đừng có bị bất cứ một cái hình, một cái quan niệm nào mà nó không có lý lẽ.
Trời ơi, sống khuya còn lục chén lục nồi ăn nữa mà chết không cho cúng chiều. Ăn buổi tươi, sống ăn ngày 4-5 cử, chưa nói là ăn la rai. Cho nên không có, đừng có sợ mấy chuyện đó. Tất cả những sự cúng kiến đều là một biểu tượng nhớ nghĩ. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy mình cúng người đó có ăn gì đâu. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa chọc đó, đem thức ăn ra cái từ chấm ăn nó ăn đi, lúc nó con nóng cho mai mốt ăn nguội á. Ăn nguội là ăn nhau, lên bàn thờ rồi ta để nguội ngắt. Ăn lúc còn nóng đi cho mai mốt ăn nguội á. Cho nên là tất cả những cái quan niệm như vậy thì chúng ta nhận biết rằng nó không có phù hợp với cái đạo lý. Và đồng thời sự cúng kiến là truyền thống của Á Đông, của người Việt Nam, của văn hóa người Việt, chứ không có phải nó xuất phát từ đạo Phật. Nhưng mà khi tại sao chúng ta nói cúng kính thì chúng ta lại nghĩ đến đạo Phật? Bởi vì đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa đó, và ngày nay nó là một phần của đạo Phật. Và khi nói tới cúng kiến thì người ta nghĩ đến cái đạo Phật. Đạo Phật đi đến quốc gia nào, những cái truyền thống cao đẹp nào của đất nước đó, đạo Phật hội nhập được hết. Đạo Phật đi được song hành với văn hóa, với dân tộc, với truyền thống đó, chứ không có gì trở ngại. Đó là câu hỏi về cúng kiến. Câu hỏi thứ hai là gì? Câu hỏi thứ hai là sát sanh. Cái giết giết nhện, giết muỗi, giết khoé là có phạm tội không? Đại chúng, là khi chúng ta thọ giới đó, giới sát sinh nó cũng mấy tầng. Thí dụ như cái quan trọng nhất là chúng ta đừng giết người, rồi từ từ chúng ta mới tập lớn hơn là chúng ta không giết những con vật như gà, vịt, bò, trâu. Rồi xa nữa chúng ta mới không giết mùi rủi, mũi ruồi. Thì thí dụ như bây giờ mình không có giết con ruồi, mình nói là nó gây hại đến con người. Thật ra thì mình cũng có một cách khác, như là mình bắt con ruồi để mình thả nó ra ngoài. Tức là thật sự chúng ta có giết, không có ông nào rảnh đâu mà bắt tội mình hết á. Nhưng mà khi chúng ta hành động đập những con ruồi, con muỗi như vậy đó, nó lâu ngày nó trở thành tổn thương cái lòng từ trong ta. Và chúng ta trở thành một tập nghiệp là hãy thấy con gì là giết con đó. Lâu ngày cái tánh hung dữ mình nó đi theo đó thôi. Chứ không có ông nào mà rảnh mà ngồi nó đếm coi nó năm nay giết mấy con ruồi, mấy con muỗi để bắt tội. Không có ông nào ngồi đó bắt tội mình hết. Nhưng mà ở đây cái chữ tội mà nhà Phật muốn nói đó chính là tổn thương. Chúng ta sống trong giày vò, trong đau khổ thôi. Ví dụ như mình mắng một người kia, ai bắt tội mình? Ông nào bắt tội đó? Nhưng mà mình nói như vậy nó tổn thương cái từ bi ở nơi cửa miệng của mình. Từ bi nó thể hiện trên lời nói, nó thể hiện trên hành động, nó thể hiện ở cái tâm. Bởi vì tâm từ bi là luôn xuất ra lời nói, luôn xuất ra việc làm. Cho nên khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái gì mà trong khả năng chúng ta làm được, chúng ta nên làm để nó tránh đi. Vậy thế thì tại sao cái giới thứ năm là uống rượu hút thuốc cũng cấm? Đó là quyền tự do của người ta mà là sao cấm? Rồi họ hút thuốc uống rượu có tội không? Có tội gì hết. Nhưng mà nếu có lỗi là anh có lỗi với cha mẹ, vì cha mẹ cho anh một thân thể khỏe mạnh nhưng anh không giữ được thân thể đó. Cái lá phổi đó, nó đang sống tốt để nó làm cho anh được hạnh phúc, sống dai, sống khỏe. Mà nỡ lòng nào anh đem bao nhiêu độc tố vô, anh cho lá phổi mình nó tiếp nhận cái đó. Như vậy một mặt thì người ta quá tốt với mình, người ta sống lành thiện cho mình, nhưng mình đem bao nhiêu độc tố vô hại cái lá phổi đó. Như vậy có lỗi là lỗi với bản thân, lỗi với cái lá phổi của mình. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm là cái ý thức chánh niệm về sự tiêu thụ mỗi ngày,
để chúng ta không làm tổn hại đến mình, đến người thôi. Chánh niệm về ăn uống tiêu thụ để đừng hại thân và hại tâm của mình. Thì ở đây giới sát sanh cũng vậy, hay là trộm cắp, bất cứ giới gì, không có một người nào ngồi nó bắt tội mình chuyện gì cả. Nhưng khi chúng ta làm một việc gì lâu ngày nó thành cái nghiệp, thì nó sẽ dở đi mình. Mình sống rất là dở với cái nghiệp đó. Ví dụ quý vị thấy một đứa nhỏ nó lẩm đẩm vậy đó, mà nó thấy con kiến đang bò, nó chạy tới nó đạp. Rồi lúc mình thấy có con nít mà nó vậy cái mình vỗ tay, con giỏi quá, rượt rượt lẹ con, nó chạy vậy, nó chạy ngã đây nè. Mình đâu có biết là mình đang hướng dẫn một đứa nhỏ đang sống bằng một cái tâm niệm của bạo động, của violence. Con kiến nó đang chạy vậy mà nó giết à. Thì bây giờ thí dụ mình hướng dẫn cho con, kệ nó cho nó chạy, thì là mình ngăn chặn cái tập nghiệp đó ngay từ khi nó còn nhỏ. Cũng như chúng ta đây thôi. Cho nên ruồi hay là muỗi hay gì đó, trong khả năng mình đưa nó ra ngoài được, mình được. Con muỗi quý vị không đập nó cũng sống được mấy ngày, 7 ngày thôi là nó phải chết thôi. Thành thử ra mà bây giờ mà so với cái thân thể của mình với một con muỗi mà nó chích mình cái, nó đau, mình tức cái đau chứ mình phải tiết cái máu. Đau quá chịu không nổi, cái lỡ quơ tay nó cũng chết. Thành thử ra ở đây thì Pháp Hòa chỉ muốn giải thích là mình có rô vàng cái lý do, nhưng mà nhớ là cái gì trong khả năng mình xả được thì mình nên làm để mình tránh đi thành cái tập nghiệp vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo, chúng con thường nghe quý thầy dạy rằng tội lớn nhất là tội phá hoa hợp tăng. Như vậy trong tội phá hoa hợp tăng có tội nói xấu một vị xuất gia không? Tức là ở đây cũng nói là trong những cái tội lớn thì trong những cái tội mà đọ vô gián địa ngục thì có tội làm một Phật để máu, giết Phật rồi phá hoa hợp tăng, thì cái tội trong cái tội phá hoa hợp tăng đó có cái tội nói xấu một vị xuất gia hay không? Thế đại chúng, là ở trong năm cái tội lớn gọi là ngũ nghịch, thì cái tội cuối cùng là mình phá đi cái sự hòa hợp của tăng. Nói gần thì các vị, nói rõ thì các vị xuất gia, nói chung là cả cộng đồng. Mặc dù mình nói xấu một vị tăng, trước hết là nó nằm ở trong cái phạm vi Bồ Tát giới. Một người đã thọ Bồ Tát giới rồi thì không nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tại vì bốn chúng đó là bốn chúng mà gây tín tâm cho đại chúng. Cho nên khi chúng ta nói xấu một vị nào, mặc dù không chính thức là phá hòa hợp, nhưng mà nó một phần. Ví dụ mình đi nói về một vị đó mà có thể mình chưa có chính thức, mình chỉ nghe người khác nói lại, hoặc là cái mình nhận đó chỉ là qua cái nghi ngờ phán đoán của mình, rồi mình đi nói những cái điều đó để cho sự mít lòng giữa hai vị đó, cũng là một hình thức phá. Mình nói mình không có cái ý, nhưng mà mình nói xấu vị này thì tức là nó có cái ranh giới giữa vị này với vị kia. Cho nên là nói vậy rồi mình sẽ đặt một câu hỏi nữa là không lẽ cái vị nó có lỗi tôi cũng được nói. Nếu như mà mình nói thì nó phải ở cái phạm vi là mình nói cách nào. Nếu mình trực tiếp mình gặp vị đó, thưa thầy, trước hết con xin sám hối, con muốn thưa việc này con nghe người ta nói như vậy, thì con muốn trình cho thầy biết để thầy kịp thời thầy ứng xử và thầy giải quyết, thí dụ vậy. Trực tiếp chứ không nói với người khác. Bởi vì sao? Mình nói với người khác mình làm tổn cái tính tâm của họ. Hoặc là nếu họ là người chấp, họ chưa đủ tuệ giác để phân minh, thì mình có cái lỗi là tổn hại thêm một người, và trong khi đó mình cũng chưa xác định. Cho nên ở đây cái vấn đề là đó là mình nói theo cái phạm vi gọi là mình đóng góp. Còn nếu mà nói hơn nữa là gì?
tăng là có chư tăng sự. Mình không cần phải nói, chư tăng tự nhận biết cái đó rồi các vị lớn hơn sẽ làm việc với cái vị nhỏ hơn. Tại vì ở đâu nó cũng có những cái luật lệ, thấy không? Tăng nó có luật của tăng, thì chư tăng sẽ là những người giải quyết trong nội bộ với nhau. Còn nếu là mình là Phật tử tính tâm thuần thành, thấy nghe điều gì đó trực tiếp thưa, và trước khi mình thưa gửi điều gì thì mình chắp tay sám hối trước. Thưa đại chúng, ở Việt Nam á, có một vị cư sĩ là bác sĩ, ông này tên là Tâm Minh Lê Đình Thám. Tên của ông là Lê Đình Thám, là một bác sĩ học ở phương Tây về. Một hôm ông ghé một ngôi chùa, ông đọc một bài kệ trong Kinh Kim Cang và ông ngộ đạo. Ngộ nghĩa là ông nhận biết được cái cao siêu của đạo Phật. Cho nên ông mới đi quy y với pháp danh là Tâm Minh. Và ông đã hợp tác với chư hòa thượng để mở những trường Phật học đầu tiên vào những năm đó. Thì chư hòa thượng mời ông vô trường Phật học dạy những bộ môn thế học. Bởi vì ngày xưa chư tăng không có ra ngoài học, học ở trong trường Phật giáo thôi, rồi quý hòa thượng dạy giáo lý, mời các vị cư sĩ học giả vô để mà dạy, ví dụ như dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pháp, dạy toán, dạy lý vậy đó. Thì cư sĩ Tâm Linh Lê Đình Thám trước khi bước lên bục giảng, ông đứng ra chư tăng, ông đảnh lễ chư tăng ba lễ. Đảnh lễ chư tăng ba lễ là trên pháp giáo lý đạo Pháp, con là hàng đệ tử, tất cả chư vị ngồi đây là chư tăng, những vị tinh thần, những người thầy của chúng con. Nhưng mà chút xíu nữa đây con phải bước lên cái bục giảng này để con làm thầy quý vị về một môn nào đó, cho nên con xin đảnh lễ sám hối với quý thầy. Cho nên cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám bước ra đảnh lễ chư tăng ba lễ, rồi ông bước lên bục giảng. Nhưng lúc đó ông cầm bản lên, ông làm thầy giáo đó. Nhưng mà trước khi thể hiện thầy giáo, con là cư sĩ, là Phật tử. Thành thử ra có một vị mới nói, đời này mà kiếm một cư sĩ Tâm Linh Lê Đình Thám không phải dễ. Vậy thì tại sao chúng ta thọ tại gia Bồ Tát giới? Đâu phải để cho chúng ta hô hào, gọi là cái ngã của mình cho nó thật là cao, tôi đây là Bồ Tát giới tại gia. Mà chính Bồ Tát giới tại gia thọ giới như vậy đó, nhưng mà thu mình nhỏ, thật là nhỏ với tất cả chúng sanh. Bởi vì tinh thần của Bồ Tát là gì? Nhường cái tốt cho người, nhận cái gọi là xấu khổ về mình. Cho nên thưa đại chúng, một cái cây lúa mà nó càng chín, cái đầu của nó càng nặng. Quý vị nhìn những cây lúa, chùm lúa mà nó càng cao, nó càng chín là cái đầu nó mập xuống như này. Để biểu tộ rằng tuy nó đã là chín cây nhưng mà khiêm cung lúc nào cũng có. Quý vị nhìn cây trúc coi, trúc là thẳng, ruột trống, người cây trúc nó thẳng, tượng trưng cho quân tử. Cây trúc là tượng trưng cho quân tử. Cái lá trúc á, nó mọc thẳng vậy nè, nhưng khi mà gió thổi á, là lá trúc nó phất phơ vậy nè, nó cúi đầu nó chào. Cho nên thường người xưa hay lấy cây trúc biểu tượng quân tử, nhưng mà vẫn giữ lễ, biểu tượng qua cây trúc. Cây mai nó rất đẹp, mai rất đẹp, nhưng mà nở ở mùa đông lạnh. Sang trọng như cây mai, quý phái như cây mai, nhưng mà hoa mai không bao giờ mọc ở đầu, hoa mai luôn mọc ở bên hông, cái nhánh thôi. Mai mốt quý vị đi tìm cây mai, quý vị thấy mai mọc lên. Cho nên Tết mà chùa mà kết hoa mai giả để trong chính điện, người mà biết cách mọc mai, ta không bao giờ kết ngay cái đầu. Mai đâu có mọc đi đâu, kết bên hông, ở trên đầu những cái chùm nụ. Cây mai, cây trúc, cây thông là ba người bạn với nhau, chúng ta gọi là giá hàng tam hữu. Chứ không phải là Bồ Tát giới là để thọ giới đó, để tôi luôn luôn tôi ngồi trên.
Không phải tôi luôn luôn ăn đồ cúng Phật thôi, còn đồ cúng dông tôi không ăn. Tại vì tôi Bồ Tát, tôi ăn vậy dông tổn phước. Cho nên thọ giới để tu, chứ không phải thọ giới để mình ngồi ở trên một cái chỗ. Kính bạch Thầy, xin Thầy giảng rằng thập loại chúng sanh là những loại chúng sanh nào? Thật ra thập loại có hồn, nhưng mà là thập loại chúng sanh, chắc là cái việc này lộ. Chúng sanh thì vô lượng vô số loại, mà sao chỉ nói có 10 loại? Xin Thầy, con xin cảm ơn Thầy A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là chúng sanh thì có vô số, cũng như chúng ta nói đến các vị cô hồn. Ở đây thì nói là thập loại đó, là bởi vì những loài này nó gần gũi với mình nhất. Ví dụ như vua chúa chết lâu và không ai thờ cúng nữa hết cũng thành cô hồn, đó là một loại. Các bà phi vợ của vua cũng là một loại. Những người thiếu nữ mang thai trong khi sanh sản chết oan ức, còn tức tưởi chưa siêu thoát là một loại. Những người đi buôn bán dọc đường bị chìm ghe, chìm xuồng, bị xe cổ tai nạn chết thành một loại. Những người đi thi cử đỗ đạt chưa rồi, trên đường về trúng độc trúng gió chết một loại. Những người đi vào rừng bị cọp, bị rắn rít, bị những con vật giữ nó giết hại một loại. Thậm chí người tu mà không đúng với những cái điều giới luật có thể chết thành một loại cô hồn. Cho nên ở đây thì dĩ nhiên là chúng sanh nhiều thì cô hồn nhiều loại, nhưng chúng ta nói ra một số loại cô hồn gần gũi với chúng ta nhất. Vì khi cúng chẳng tế, cúng tế là để thể hiện lòng từ bi đến cho mọi loài âm linh, trong đó có cha mẹ của chúng ta nữa nha, những người thân kẻ oán của chúng ta nữa nha. Cho nên khi cúng như vậy, thứ nhất là để gọi là siêu độ cho những loài đã quá vãng, cũng đồng thời xoa dịu, an ủi những người thân. Ví dụ cái người đó đi vượt biên chết ngoài biển, vượt sông, vượt biển, vượt rừng, vượt núi chết, trong những trường hợp đó thành một loại vô hồn. Bây giờ mình có người thân đi vượt biên mất, mình đau khổ lắm, mình không biết người đó đang ở đâu. Có đàn chẩn tế, mình ghi tên những người đó. Và với cái tâm lý là hôm nay người thân mình được đọc tên cầu siêu, được đưa vô chùa để quy y cúng tế cho họ, được họ no đủ. Vậy thì cái hình ảnh chỉnh tế đó, cái hình thức siêu độ đó, siêu cho người mất, an ủi tâm linh của người sống. Cho nên trường hợp đó gọi là gì? Âm siêu dương thới. Vì tâm lý mình đau khổ là người thân mình mất, chưa được có nơi chốn thờ tự đàng hoàng. Hôm nay nhờ chư tăng dùng bạo lực tu hành, dùng lời kinh tiếng kệ siêu độ cho người mất, tâm lý mình rất an ổn. Mình, người thân mình hôm nay đã được gửi gắm vào. Cho nên cái hình ảnh cúng cầu siêu đó độ cho người mất mà an ủi những tâm hồn khổ đau của người sống cũng khá nhiều. Cho nên nói thập loại là nói những, thật ra nói 12 loại, 36 loại, nhưng mà nói chung chung, nói gọn gãy, gom lại, có những loại chúng ta gom vô chung là một. Cho nên cái văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du đó, đây là hỏi văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du đó. Chứ còn trong đàn chẩn tế là ngoài 10 loại, người ta còn kêu gọi tới 12 loại.
những ông đạo sĩ luyện đơn chế thuốc, mà thuốc tiên chưa có mà tới vô thường nó tới rồi quất ức chết cũng thành cô hồn. Cho nên khi mà các vị thầy cô mà ngồi đàn chẩn tế đó, bưng mỗi một cái mà kêu gọi từng cái loại cô hồn trở về đàn tràng này để nghe kinh thính pháp. Quý vị nghe rõ chưa? Là một cố gắng của tôi mình để có biết sau khi chết nó thành cô hồn cái mất công này phải kêu về. Còn bốn câu hỏi nữa thì sau cái bốn câu hỏi này là xin một cần sư nam và một cần sư nữ hát cúng dường từ tòa pháp hòa và đại chúng ở đây. Thì quý vị nào mà có giọng hát hay tròn trịa và pháp vô đề tâm thì xin quý vị pháp vô đề tâm là chỉ được một vị nam một vị nữ mà thôi. Dạ không, thầy đâu cúng dường được. Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta có một câu hỏi là một Phật tử có ba người con mà không hiểu tại sao cái đứa con 11 tuổi là lớn nhất á, nó rất là ngoan, biết nghe lời, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần cô gặp nó thì cô vẫn có thể nổi giận lên. Dễ thôi, tại vì mình tự mình giận. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, nếu mà nói theo cái nghiệp lực thì mình với nó có một cái gì đó oan trái, nhưng mà cái đó chuyện đó mình không biết, cất cái đó cất đi. Bây giờ nói cái thực tại, một đứa con nó ngoan hiền mà mình không biết mềm mỏng dịu dàng với nó thì Phật rầy mình. Ở trong cái quyển gọi, trong cái bài kinh gọi là năm phương pháp diệt trừ phiền giận, thì trong đó có một cái phương pháp mà Phật nói là một người, thấy không, lời nói dễ thương, hành động dễ thương, tâm ý dễ thương, mà người dễ thương như vậy mà chúng ta không thương được người đó thì thiệt mình là một người dại dột. Bây giờ trong khi đó có những đứa con nó hỗn hào, nó ngỗ nghịch vậy mà mình cúng cung với nó, mình sợ nó muốn chết, tại vì sợ nó hư thêm. Còn cái đứa mà nó tốt như vậy mình không biết nhận diện, mà mình sống bằng cái tâm lý hờn tức của mình không biết lý do, thì như vậy là tội nghiệp nó. Mà bây giờ nó mới 11 tuổi thôi mà nó còn nhỏ, thì cái tâm thức nó chưa có bị hoàn cảnh bên ngoài nhiều, thì nó im lặng, nó nghe theo cái sự tức giận của mình, nhưng nó gom cái đó trong lòng. Lâu ngày nó thành một cái đứa nhỏ mà nó bị trầm cảm, hoặc là nó có một cái khoảng cách giữa mình với mẹ, là hễ mỗi lần gặp mẹ là mình có những khó khăn với mẹ. Như vậy là chính mình đã đưa mình đi vào cái chỗ gọi là khó khăn, và đặc biệt nữa là mình đưa con mình vào cái con đường bệnh trầm cảm mà nó đang từ từ, tại vì nó mới 11 tuổi thôi. Nếu mà cứ như thế mà tiếp tục thì đứa nhỏ này sẽ trở thành một đứa khổ đau. Và một là nó cứ im lặng như vậy nó sống, hai là nó sẽ bộc lộ với một người khác là mình in trouble, thấy không? Ba nữa là nó sẽ dùng cái cách đó, bởi vì nó hấp thụ từ cái đó, nó sẽ vung vẩy cái đó với người thân sau này của nó. Cho nên cái này là một cái nguy hiểm mà bây giờ mình chưa thấy. Và ở đây là mình nói đến cái tâm lý của cha mẹ với con cái. Còn cái chuyện mình nói là nghiệp lực quá khứ gì đó, mình khoan nói cái chuyện đó, mình không có, mình nói cái đó mình sợ nó xa. Trước mắt là thấy cái sai của mình. Cái sai của mình là không biết mềm mại, không biết tiếp nhận, không biết trân trọng những gì mà đứa con nó làm cho mình. Thì cái đó là một cái điều mà sơ sót của mình. Cho nên nếu như mà mình gặp những cái trường hợp đó là mình phải chỉnh lại ngay. Là bởi vì chúng ta là người lớn, chúng ta có thể điều phục những cái tâm bất bình của mình được. Một đứa nhỏ mà nó phải chịu như vậy thì quá tội cho nó.
Thành thử mà trong khi đó, đó có những đứa nhỏ cỡ tuổi đó thôi mà hung dữ, mà rất là khó thương, mà rốt cuộc cha mẹ còn phải học cái cách mềm mỏng, dung nhiếp, tha thứ, ôm ấp nó, bởi vì nó là con mình. Mà một đứa nhỏ nó ngược lại hoàn toàn, mà mình không có trân trọng, không có appreciate nó, không có nhận diện được những cái dễ thương của nó. Mà nếu ví dụ mình với con mình cái đó là tốt nghiệp quan trái, thì đây chính là cái chúng ta gọi là giải nghiệp, giải oan. Nếu mà mình cứ bộc lộ cái đó, nghĩa là mình sống tùy theo cái nghiệp bất thiện đó. Còn nếu mà mình biết rằng đây là cái nghiệp bất thiện giữa nó với mình, thì mình phải cố gắng khắc phục cái đó để mình chuyển hóa cái nghiệp đó, sớm chừng nào tốt chừng này. Cho nên cả hai thứ, dù là nghiệp lực quan trái trong quá khứ hay dù là tâm lý giữa mình với con mình, thì ngay lúc này phải dừng lại cái chuyện đó. Cái chúng ta gọi là dừng lại cái nghiệp. Mình đang sống bằng cái nghiệp giận tức, mà tại sao mình đổ lên đứa con này? Tại vì nó là cái đứa im lặng, dễ thương, nó chấp nhận, nó nghe mình. Có nhiều khi mình giận cá, mình chém thớt cũng không chừng. Tức là mình tức giận ở đâu đó, mình trút lên cái đứa nhỏ này. Mà quý vị để ý, thường thường ở trong nhà, một đứa con nào mà hiền lành mà nó nghe lời là thường đứa lỗ. Tại vì nó luôn luôn nó phải chịu đựng những cái cơn giận của cha mẹ với ai đó. Mà đa số là tức anh không dám nói, tại anh nó hổ, nói nó quạt lại, đổ lên đứa em. Hoặc là ngược, nói chung là cái đứa nào mà nó im lặng là đứa đó thường cái lỗ lại. Mà nếu chúng ta không có tỉnh thức, chánh niệm, nhận ra cái đứa nhỏ đó nó phải đang chịu những cái oan, dù nó không làm gì, thì có phải là mình sống thiếu chánh niệm mà mình lại đổ qua những cái bực tức rác rưới cho cái đứa khác thì tội nó. Cho nên dù là tâm lý trong cuộc sống, dù là nghiệp lực, thì chúng ta đều phải chuyển hóa cái này. Còn nếu không thì lâu ngày cái tập nghiệp này nó dần nó lớn lên, đứa nhỏ này nó lớn lên nó trở thành một đứa trầm cảm, hoặc lớn lên nó thành những đứa ngỗ nghịch với mình, là vì từ nhỏ mình đã không tốt với nó, thì như vậy tội nghiệp cho nó. Một đứa nhỏ lẽ ra mình được phải huấn đúc, phải tôi luyện nó thành một đứa nhỏ dễ thương, mà chính mình đã đem cái lửa phiền não mình nung nó thì không nên. Thế thì cái điều này là chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng và chuyển hóa càng sớm càng tốt. Câu hỏi thứ hai, xin thầy khoan thị cho con biết, nếu là những người đó tuy họ không sát sanh nhưng vì cái nghề nghiệp họ làm cho chủ, như chẳng hạn họ làm công việc trong bếp phòng thì mỗi ngày, như vậy sau này họ có mang cái nghiệp bệnh không thưa thầy? Tức là cái vị này muốn hỏi là họ đi làm công nhưng mà mỗi ngày họ bầm bầm thịt chứ không phải là bầm chặt, ở đây là bầm chặt, thì như vậy cái người mà bầm thịt đó có bị mang cái nghiệp bệnh không thầy? Quý vị nghe rõ câu hỏi là, thưa đại chúng, là trong cuộc sống đó, chúng ta thường gọi là sinh sống, đó là mình phải có những cái sinh hoạt gì đó để chúng ta có được sự sống. Thì ai cũng phải đi làm việc, nhưng mà có những nghề nghiệp nó lộ cho chúng ta thấy rõ trong đó có phạm lỗi. Có những cái nghiệp nó không lộ nhưng mà nó hình thức khác. Ví dụ như trường hợp cái vị Phật tử mà đi làm trong nhà hàng thì rõ ràng thấy nghiệp sát sinh, bầm thịt, sắc thịt, lóc thịt, từ ví dụ vậy. Nhưng bây giờ ví dụ một cái người đó họ làm trong một cái hãng in giấy, hàng ngày họ thải ra, hay là hãng đồng, hãng sắt, hãng đá gì đó, nó cũng có lỗi với những cái môi trường khác. Vậy thì do sự sống thì chúng ta không thể hoàn toàn không có lỗi được. Đã là người sống trong cuộc đời này, chúng ta làm những cái việc gì mà chúng ta chỉ nhận nó là tương đối, chứ còn đi kiếm cái tuyệt đối là không ra. Ví dụ tối nay quý vị ở Tusa lái xe lên đây mấy tiếng nghe pháp thoại,
Trên cái hình ứng là quá dễ thương đi nghe pháp thoại. Nhưng mà trong quá trình đi xa như vậy có lỗi không? Có. Bao nhiêu con mùa hống, con thiêu thân nó lao vô trong cái đèn xe của mình nó chết. Rồi bây giờ một cái người khác làm cái nghề, làm nghề gọi là điêu khắc tượng Phật, có lỗi không? Cũng có. Cái cây ta đang tốt vậy, chặt nguyên cái cây xuống để làm một cái chuyện gọi là làm tượng Phật. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói cho cùng thì tất cả những việc làm gì nó cũng đều có chút ít vướng lỗi trong đó. Nhưng mà vì cuộc sống thì chúng ta phải đành chấp nhận vậy. Nhưng mà ở cái phương diện làm nhà hàng thì cũng khó nói, bởi vì đó là sự sống của người ta. Thành thử ra với cái chính đương sự làm nhưng mà vẫn biết. Còn thí dụ như là nghiệp lực thì nó cũng có chia phần trong đó, bởi vì nghiệp nó cũng có, tội nó cũng có phần thôi, phước nó cũng có phần thôi. Cái phần nào mình, thí dụ đây là mình có cái lỗi, mà lỗi gì? Lỗi không cố ý. Đây là vì sự sống mà làm. Cho nên cái việc này tùy theo một cái nhìn. Thí dụ mình nhìn tương đối hay là mình nhìn tuyệt đối. Nếu mình nhìn tuyệt đối thì chắc có lẽ không chấp nhận việc gì hết. Còn mình, nếu mình tương đối trong cuộc sống thì mình có thể phương tiện. Ở đây thì chúng ta làm những gì trong cái phạm vi mà vì có sự sống của chúng ta thôi. Ví dụ như bây giờ những người mà người ta làm ở trong phòng lab, người ta phải có điều khi ta thử thuốc, vân vân. Cho nên tất cả ít nhiều trong cuộc sống này, khi chúng ta muốn thành tựu được một cái gì thì nhất định phải có những cái hy sinh của người khác. Thôi thì chúng ta chỉ biết nhận những cái đó như là cái sự hy sinh để chúng ta trân trọng sử dụng nó một cách gọi là hết lòng chứ không phù phiền. Ví dụ như mình chặt một cái cây, mình làm, ví dụ quý vị thấy ở bên Tây Tạng người ta vẫn còn ăn thịt, ta không thể ăn chay bởi vì xứ Tây Tạng không thể trồng rau. Nhưng bây giờ so ra giết gà, giết vịt không nuôi được mấy người thì người ta không giết mấy con đó. Người ta giết một loại bò, mà con bò này nó chỉ có ở nước Tây Tạng thôi. Thì cái con bò nó tên là con Jack. Thì con Jack này khi giết nó, thịt có thể ăn được cả trăm người. Và mỡ nó thì có thể đem đi làm dầu để đốt. Lông của nó có thể làm áo, làm mền để mặc mùa đông. Thì cái con vật đó nó phải hy sinh để nó nuôi sống cái dân chúng ở đó qua ba phương diện: dầu mỡ, rồi áo lạnh, những đồ ấm và thịt để nuôi họ. Thì nó, người ta ăn nó vì cái hoàn cảnh, nhưng mà người ta trân trọng sự hy sinh của nó. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta lấy máu thịt của chúng sanh để nuôi sống đời sống của mình, thì những cái gì chúng ta có được, chúng ta hãy trân trọng từng cái tiền mà chúng ta có được từ cái sinh mạng của người khác. Rồi chúng ta sử dụng nó một cách chính đáng, để chúng ta không có cô phụ cái hy sinh của người khác. Chứ còn trong cuộc sống này đi tìm cái tuyệt đối không có. Bây giờ quý vị thấy mình đi xe, mỗi lần mình đề xe, mình lái xe mình đi, xăng nó thải ra những cái chất ô nhiễm thì trong đó cũng có không? Còn nếu sát sinh, mình nghe bệnh trong người mình mà có bệnh vi trùng gì là muốn thuốc uống diệt vi trùng. Như vậy thì trong khi cái quá trình mình uống cũng có sát sinh trong đó vậy. Nhưng mà vì bảo vệ giữa con người mình với một con vi trùng trong cơ thể thì mình phải duy trì cái mạng này để mình làm được việc tối thượng hơn, vậy thôi. Chứ còn trong cuộc sống này tìm cái tuyệt đối rất là khó, bởi vì cuộc sống chỉ là cuộc sống tương đối. Thì cái đó là cái nghĩ của bố mà thôi. Chứ còn có thể có những người khác, người ta có những cái nhìn nó khác hơn. Hay là con thỉnh quý tôn đức có thể bổ túc thêm để cho đại chúng được rõ cái nghĩa lý này, mà khi làm việc thì nó nhẹ nhàng hơn chút. Như là Phật thỉnh như này cho quý vị. Câu tiếp tục: kính thầy Văn Trị chỉ dẫn giùm con sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện, sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện sau khi đọc kinh xong. Con thấy các kinh đọc là Ta Bà Ha,
mà các kinh thì đọc là Sa Bà Ha, cũng giống một bài kinh chú đại bi như vậy, đọc sao cho đúng? A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, trên cái tinh thần tu tập thì chúng ta có hai cái điều đẹp mà chúng ta có thể làm, đó là phát nguyện và hồi hướng. Phát nguyện là tự tâm, hồi hướng là vì người. Nhưng mà trong khi phát nguyện thật sự ra cũng vì tất cả. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu Ngài không có thấy cảnh khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện tốt. Địa Tạng Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh nơi địa ngục, Ngài đâu có phát nguyện cứu độ. Quan Âm Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện cứu khổ. Dược Sư Phật không thấy cái khổ của chúng sanh, cái nhu cầu của chúng sanh, Ngài đâu phát 12 nguyện. Thế thì nguyện đó là tâm hạnh của chúng ta, mà người tu nào cũng phải phát nguyện. Bởi vì khi chúng ta có phát nguyện thì cái đường tu của chúng ta nó mới thăng tiến. Bởi vì nguyện giống như là cái lực nó đẩy mình. Ví dụ Phật tử phát tâm quy Tam Bảo thì tự tâm đã thành phát tâm quy. Nhưng sao phải đến bằng Phật? Nhờ chư Tăng. Bởi vì thời Phật mình đến thẳng Đức Phật, xin quy y là Phật nhận ra là quy Tam Bảo rồi đó. Nhưng thời nay không có Phật thì chúng ta đến trước hình ảnh Đức Phật, nhờ chư Tăng truyền cái pháp tam quy. Chư Tăng là Tăng Bảo, cái pháp tam quy là pháp bảo, và tượng Phật đó là Phật Bảo, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà nhờ phát nguyện như vậy cho nên nó có cái lực, nó hướng chúng ta đi xa hơn trên con đường tu tập. Và chính khi có phát nguyện thì cái sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta mới có. Và có như vậy rồi chúng ta mới có dư để hồi hướng. Phải qua ví dụ, mình thấy làm ăn được cho nên mình bắt đầu phát muốn đầu tư vào công việc đó. Và khi làm ăn được có tiền thì chúng ta mới có thể bố thí giúp người. Vậy thì cũng thế, nhờ phát nguyện tu tập mà chúng ta mới có công đức. Rồi có công đức chúng ta mới hồi hướng cho người. Như vậy người tu không phát nguyện tu không tới. Vì vậy cho nên Ngài thật hiền còn phải nói đó, thật hiền tôi là một kẻ bất tín, tôi từng nghe cửa chính yếu vào đạo thì sự phát tâm lập nguyện là trước hết. Nguyện không lập đạo không thành, có một lập nguyện thì đạo mới mong dễ thành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói quên mất mà còn cái tâm bồ đề đó mà còn như vậy, huống hồ là không có phát. Như vậy từ đâu mà phát được cái nguyện? Vì cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tâm thương chúng sanh mà phát nguyện. Hai vợ chồng thương nhau, hai người thương nhau thành vợ chồng, bắt chi làm lễ cưới. Vậy thì lễ cưới đó để hai người đã phát nguyện và biết rằng mình kể từ hôm nay đã chính thức có gia đình, thì sống đúng cái bổn phận của một người đã có gia đình. Như vậy cái phát nguyện rất là cần cho một hành giả tu tập. Ngài Huyền Trang nếu không phát nguyện đi về Ấn Độ để thỉnh kinh thì Trung Hoa không có những bộ kinh. Và khi Ngài không đem kinh về thì không thể dịch được những kinh đó, thì chúng ta thiêu sót. Phải không? Vì vậy cho nên khi trên đường đi những cái gian lao khổ cực, người ta nói bây giờ Ngài quay về lại phương Đông, tức là Trung Quốc á, thì khỏe. Thì Ngài nói một câu: thà chết ở phương Tây chứ không sống ở phương Đông. Nghĩa là thà tôi chết ở giữa đường đi về phía Tây còn hơn tôi quay về gọi là tìm cái chỗ an nhựa nhàn không khổ cực. Cho nên ở bên Nhật Bổn có một cái điện thờ Ngài Huyền Trang, và trong cái điện đó người ta để hai chữ bất đông. Bất đông nghĩa là gì? Là không quay về phương Đông. Để hai chữ bất động. Như vậy thì khi chúng ta có phát nguyện, có phát nguyện là có sự nỗ lực tu tập, và có tu tập là nhất định sẽ có công đức, và từ đó chúng ta hồi hướng. Đó là nói phát nguyện.
và hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi là mình quay trở lại mình, hướng là mình hướng về người. Vậy thì trước khi mình hướng về người, mình phải hồi lại mình, coi coi công đức của mình nhiều hay ít, cái đó hay là lý sự như thế nào để chúng ta hồi hướng cho người. Ví dụ như trong một buổi họp, gọi là họp mà, họp thì dĩ nhiên là phải có những tranh cãi, ý kiến bất đồng vân vân, bình thường lắm, không có sao hết. Thì khi mà họp xong rồi, chúng ta đọc một bài hồi hướng. Nhưng mà bài hồi hướng đó không phải là nguyện đem công đức này, mà hồi hướng đó chúng ta nên đọc bằng bốn lời thệ nguyện. Hay là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Để làm gì? Để thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Vậy thì trước khi chúng ta hướng, chúng ta phải hồi lại là cái buổi lễ, cái câu này, trong cái trường hợp này là cái gì mà chúng ta sử dụng bài đó. À, đây là một buổi họp, mà họp vì Phật sự là làm Bồ Tát, cho nên phát nguyện bỏ hết tất cả các chướng ngại và nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, xin được tội chướng điều tiêu trừ, đời đời làm hạnh của Bồ Tát. Thì cái buổi họp này, chúng ta trước khi hướng, chúng ta hồi coi trường hợp gì mà chúng ta sử dụng bài nào cho nó phù hợp. Đó cũng là một hình thức hồi hướng. Quý vị hiểu được cái ý và nói vậy đó. Cho nên hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, tức là mình là cái nhân tu tập này, và mình hướng về cái quả cao đẹp. Tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay, chúng ta làm những công việc này, xây chùa, dựng chùa, làm Phật sự, đây là hồi nhân đây. Để hướng đến cái quả là gì? Hướng dẫn cho tâm linh của mình, đời sống của mình, con cái của mình, và trong tương lai chúng ta có chết đi, ngôi chùa này vẫn còn tồn tại cho con cháu của chúng ta. Đây là hồi nhân hướng quả. Thấy được cái quả mà tạo được cái nhân. Hồi sự hướng lý. Hồi cái sự, tức là tất cả những gì chúng ta đang làm là phương tiện, là hình thức để hướng đến cái đạo lý cao siêu. Hồi tiểu hướng đại. Có đôi khi chúng ta hy sinh cái nhỏ chỉ vì cái lớn. Giống như là Pháp Hòa hay ví dụ vậy. Trong một cái đạo tràng mà nếu mà chúng ta thôi thôi, người đó họ nói đụng chạm tôi chút không sao đâu, tôi bỏ qua để cho đạo tràng được yên tĩnh, nếu tôi mà làm lên nữa thì lại lùm xùm không hay. Đó là hồi tiểu, mình là tiểu, hướng đại là vì đại chúng. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha nghĩa là mình hồi, mình quay lại mình để mình thấy được tất cả là cái chung. Cho nên Phật Bồ Tát, mình tự thấy mình phải nỗ lực như thế nào để cho đại chúng được lợi. Ví dụ như có đôi lúc sáng đại chúng ngủ dậy ha, trời ơi quý thầy cả ngày làm việc rồi, sáng rồi cũng phải hướng dẫn tụng kinh, nhiều lúc cũng muốn ngủ thêm lắm chứ, nhưng mà không được, mọi người đã chờ mình, phải không? Một mình lên mà đại chúng được hướng dẫn tu tập, đó là hồi tự hướng tha. Cho nên ngồi dậy ra đại chúng tu tập với đại chúng. Như vậy hồi hướng không chỉ hạn hẹp là đứng trước bàn Phật chúng ta nói điều đó, mà chúng ta thể hiện sự hồi hướng của chúng ta ngay trong đời sống của mình. Bây giờ gia đình đang có khách, mình với người kia ông chồng lủng củng gì đó, thôi im lặng hết, tại phải vì cái chung, vì cái đại gia đình ta đang tập hợp đây đông đảo quá mà. Cái đó gọi là gì? Hồi tiểu hướng đại hay là hồi tự hướng tha, phải không? Hồi nhân hướng quả là cái nhân là mình nín một chút mà cái quả là vui vẻ cả làng đó. Cho nên hồi hướng bây giờ nó thành ra một pháp tu, chứ không phải chỉ là những cái câu nói bình thường, tụng kinh xong cái nguyện đem công đức này, ăn xong cũng nguyện đem công đức này, gây lộn xong cũng nguyện đem công đức này. Mình phải biết tùy trường hợp. Cho nên hồi hướng có bốn cách, nhớ không? Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng thế. Đó là mình nói về phát nguyện hồi hướng. Trong cái bài Thủy Sám, trong cái văn Thủy Sám có mấy câu cuối.
chúng con đã tu, đã phát nguyện, đã hồi hướng, đã tu phước trí, đã làm cái nguyện và đã hồi hướng trọn vẹn. Cho nên á, người có trí tuệ nhận biết pháp tu là rồi chừng đó mình phát nguyện. Khi mà mình có tu, có phát nguyện rồi thì chúng ta có được cái dư hay là cái có để mà hướng cho người. Nói tóm lại, anh muốn hướng cho người ta, trước hết anh phải hồi. Anh có cái gì để anh hướng? Anh mời người ta ăn mà trong nhà không có gì hết, là anh hướng gì? Cũng giống như Pháp Hòa, quý vị Pháp Hòa ví dụ như quý vị dự trù, bỏ tiền trong bóp, nghĩ bụng có một thầy à. Tới hồi lên chánh điện sau 4 năm thầy, giờ mà lỡ bỏ con bao thơ cái bắt đầu trước khi hướng về mấy thầy cúng phải bóp bóp đếm chia cho đều, thí dụ vậy. Tức là mình làm một cái việc gì, trước khi mình làm mình phải quay trở lại kiểm soát cho kỹ càng, cái đó là hồi trước khi hướng, phát nguyện hồi hướng. Giờ nói tới cái chuyện gọi là câu hỏi thứ hai là sa bà ha hay ta bà ha đó. Thưa đại chúng, tất cả những cái câu kinh mà chúng ta tụng phần lớn là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch kinh nó có 2 loại dịch, một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Dịch âm nghĩa là chúng ta chỉ phiên cái âm nó ra thôi. Thí dụ như tiếng Phạn là Dharani thì chúng ta âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Như vậy thì Đà La Ni hay Đà Ra Ni, cái nào cũng được hết, tùy theo cái vùng, thấy không? Tùy theo vùng Bắc hay là Huế hay là Nam gì đó mà phát âm cái chữ đó. Nhưng mà nếu mà nói là phát âm cho nó gần nhất thì chúng ta đọc Đà Ra Ni thì nó gần hơn cái chữ nguyên thủy là Đà Ra Ni. Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm Đà Ra Ni, nó gần với cái chữ Phạn hơn là Đà Ra Ni. Tiếng Phạn là Đà Ra Ni. Cũng giống như chữ Nam Mô, Nam Mô không phải tiếng Việt, Nam Mô cũng chẳng phải tiếng Tàu, Nam Mô là tiếng Phạn, Nam Mô là tiếng Phạn. Mà cái chữ Nam Mô đó có 6 nghĩa, cho nên để nguyên chữ đó không dịch. Bởi vì hãy nghe chữ Nam Mô là tự nhiên nó có một cái năng lực linh thiêng và nó trọn vẹn được cái nghĩa. Cho nên có chỗ dịch là hướng về kính lại, đó là dịch từ chữ Nam Mô đó. Kính lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cũng dịch từ chữ Nam Mô. Nhưng mà khi chúng ta để nguyên chữ Nam Mô thì tự nhiên nó có một cái gì đó nó linh thiêng ở trong cái bài kinh đó. Cho nên để yên mà không dịch, mặc dù có thể dịch được là kính lại, kính lễ gì đó, nhưng mà chữ Nam Mô để nguyên như vậy. Đó là Đà Ra Ni. Rồi giờ nói cái chữ Sa Ha. Cái chỗ, cái nguyên âm của tiếng Phạn là Sa Ha. Khi mà đọc là chữ H á, theo Sa, chữ V đó, nó nhẹ đi, đọc là Sa Ha. Thì ngoài Bắc phiên âm là Sa Bà Ha. Bởi mình âm cho nó rõ, có chỗ âm là ta bà ha. Như vậy thì khi chúng ta đọc ta bà ha và sa bà ha cũng được hết. Nhưng mà nếu nói cái chữ gần nhất với cái phiên âm là sa bà ha, nó gần hơn bởi vì cái nguyên thủy tiếng Phạn là sa ha. Ga te ga te para ga te para sam ga te bồ đề sa ha. Bồ đề là bồ đề là bồ đề đó. Không, cho nên mình gọi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nguyên thủy tên của Ngài là Bodhidharma. Bodhidharma mình mới âm lại là Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị rõ được chỗ đó ha. Còn dịch nghĩa là chúng ta dịch thẳng cái nghĩa lý nó là cái gì thì dịch thẳng. Thí dụ như chữ ta bà ha, một nghĩa dịch không được. Bởi vì chữ ta bà ha nguyên thủy nó 6 nghĩa. Nó là viên mãn, là cứu cánh, là tịch diệt. Mà nếu dịch một chữ nào nó cũng thiếu cái nghĩa của nó. Cho nên để nguyên chữ ta bà ha. Và đó cũng là một trong những lý do mà Ngài Huyền Trang được đề nghị khi dịch kinh có những chữ không nên dịch. Bởi vì một là nó nhiều nghĩa,
hai là nó linh thiêng. Thí dụ như chữ Bát Nhã cũng không phải là tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Tàu, vì Bát Nhã là tiếng phiên âm từ chữ nguyên thủy của nó là Prajna. Prajna chúng ta âm lại là Bát Nhã. Và tách chữ ra bát là gì, nhã là gì, không thể giải thích như vậy được, vì nó là một chữ phiên âm. Còn nếu giải thích, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Dạ, mô Phật. Cảm ơn chúng con, đã mẹ của chúng con là mỗi lần tụng kinh là điều hồi hướng, nhưng con thấy chúng con giải thích hay là hồi chữ hướng qua, bỏ chuyện nhỏ là chuyện lớn thôi. Dạ. Câu kết tục. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, người có tấm lòng từ vô lượng, chuyên thực hành bố thí, không phạm ngũ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng không theo đạo Phật, không quy y Tam Bảo, vậy người ấy có được chứng niết bàn, được thành Bồ Tát, thành Phật được không ạ? Kính xin Thầy cho con biết vì sao được hay vì sao không được. Câu hỏi là nếu một người không có quy Tam Bảo, không giữ giới, nói chung là không có liên hệ gì đạo Phật hết, nhưng mà đời sống của họ rất nhiều những cái liên quan đến đạo Phật, vậy thì người đó có chứng quả được không? Dạ thưa, câu trả lời là được ạ. Bởi vì đại chúng nhớ là Phật không phải là một tôn giáo đức tin, mình phải tin Phật mình mới được cứu, còn mình không tin Phật không được, không phải vậy. Đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức, và bất cứ ai muốn có đời sống an lạc, hạnh phúc, chánh niệm thì có thể theo được hết con đường này. Không có luận. Ví dụ Pháp Hòa nói đơn giản thôi, ăn chay có phải dành riêng cho Phật tử không? Không. Ai cũng có quyền ăn chay hết. Bởi vì nếu mà người nào cảm nhận được cái món ăn chay vừa thâm khiết, vừa ngon, vừa bổ, vừa không bệnh tật, phải không? Vừa không có tổn hại những sinh mạng, thì bất cứ ai cũng có quyền ăn chay chứ. Đâu phải luận là Phật tử mới được ăn chay, hay là đâu phải luận là người đó phải quy Tam Bảo mới được ăn chay. Thậm chí có nhiều người quy y mà chưa hề ăn chay ngày nào kìa. Thậm chí có những người đi quy y để lấy pháp danh rồi mà chưa ăn chay ngày nào kìa. Và có những người người ta không hề quy gì hết nhưng mà ta ăn chay trường. Và có những người chưa hề thọ Bồ Tát giới gì hết mà còn hơn Bồ Tát. Còn có những người thọ Bồ Tát giới rồi mà như phàm phu chưa tu vậy. Thì cái chuyện đó không có phản luận trên vấn đề họ cái gì cả. Niết bàn. Chứng niết bàn là gì? Nghĩa là khi tâm thức người đó không còn khổ đau phiền não gì hết là người đó có niết bàn. Vậy thì niết bàn là cái trạng thái của tâm, chứ đâu phải là cái chỗ để ai có là tới được đâu. Một cái người mà người ta sống cuộc đời người ta thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, ba nghiệp thanh tịnh, thì người đó vãng lai tự tại, họ đang sống ở cõi trời, chứ không luận là Phật tử. Bát Quan Trai nè, cái pháp Bát Quan Trai đó có phải dành riêng cho Phật tử không? Không. Người nào chưa quy Tam Bảo, không biết gì hết, nhưng mà thấy được lợi ích của cái pháp Bát Quan Trai này, người đó vẫn được quyền thọ Bát Quan Trai, chứ không bắt buộc người đó phải quy Tam Bảo, phải có pháp danh, phải thọ ngũ giới rồi mới được Bát Quan Trai. Vì cái Bát Quan Trai là một cái giới tu tập trong 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng giới, cái giới này nó không còn tác dụng. Thì cái người đó phát tâm họ tu được một ngày thì quý chứ, mặc dù họ chưa phát tâm quy Tam Bảo, chưa có pháp danh. Cho nên Bồ Tát là một người cứu khổ chúng sanh, không lẽ đợi anh là Phật tử mới được cứu à? Còn người khác không được cứu à? Phải không? Quý vị thấy đi làm từ thiện không? Nhà thờ cũng đi làm từ thiện vậy, đâu phải chỉ đạo Phật mới có từ thiện. Hay là nói ngược lại là Phật giáo cũng đi làm từ thiện được, chứ đâu phải là người Thiên Chúa giáo mới được đi làm từ thiện. Cho nên cái đó nó chỉ quy y làm một Phật tử tín đồ, nó còn hạn ở trong cái phạm vi phàm tình của chúng sanh mà nói thôi. Chứ còn tất cả những cái đẹp,
những cái hạnh lành đó nó không có ngăn, nó không có biên giới, nó không có chỉ định cho ai cả. Rồi Pháp Hòa giải thích như vậy đại chúng tạm hiểu. Chị Đình Phật, vì còn rất là nhiều câu hỏi nên đêm nay không có hỏi thiện, chị vị có chịu không? Gì chứ cái đó là chịu liền. Đây là giải thoát truyền phượng. Câu hỏi tiếp theo. Xin thầy hoan hỷ từ bi giải thích cho con câu đem con ra biển hay chết mà đặt trên bờ Ba Đức. A Di Đà Phật. Trong cuốn kinh Sám Pháp Diệt Sư. Thưa đại chúng, ở trong Sám Pháp Diệt Sư á, quyển thứ hai có một cái câu là xin đưa con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ Ba Đức. Đây là cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Trí Quang. Trước hết là chúng ta nói về Sám Pháp Diệt Sư là một quyển sám pháp do chư tổ soạn, dựa theo quyển kinh Diệt Sư soạn thành một quyển sám pháp để chúng ta vừa sám hối vừa cầu an cho mình, cho người thân. Những gì mà quý vị nghe có cái chữ sám pháp ở trong đó, đó là quý vị chắc chắn một điều rằng đây là do chư tổ soạn chứ không phải Phật nói. Nhưng mà soạn có căn cứ, soạn là dựa theo kinh mà soạn chứ không phải rồi thêm thắt ý tứ để cho bản kinh bản văn đó nó trọn vẹn. Thì ở trong đó có câu vậy. Vậy thì khi mà nói rằng xin cô cho con ra khỏi biển hay chết là gì? Cái đó gọi là hai cái loại chết. Mỗi người chúng ta ai cũng có hai cái chết. Một ngày nào đó mình nhắm mắt ngây đơ hết thở, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhất kỳ sanh tử nghĩa là chúng ta sẽ chết, cái chết đó sẽ có ngày đến. Rồi chúng ta có một cái chết thứ hai, đó là chúng ta thay đổi cách sống của mình từ dở trở nên tốt, cũng là một loại chết. Ví dụ như hồi đó Pháp Hòa ăn cắp, giờ tỉnh táo rồi không dám ăn cắp nữa. Ông có phải là Hòa ăn cắp không? Nói dạ Hòa ăn cắp chết rồi. Đó. Thành thử ra cái đó gọi là biến dịch. Biến là mình dịch, là mình dời đi. Con người mình ai cũng phải cần có cái chết đó. Nhưng mà còn cái chết mà một ngày nào đó mình nằm đơ, mình không che, mình không thở nữa chết là cái này sẽ có. Nhưng mà đợi tới ngày đó không biết chừng nào. Nhưng mà ngay cuộc sống này chúng ta có những cái mà chúng ta dở, chúng ta nên bỏ cái đó đi để làm một con người mới. Còn Ba Đức á, trong cái bài cúng mà quý vị hay nghe đó, Tam Đức Lục Vị đó, Trí Đức, Đoạn Đức, Ân Đức. Ví dụ như mình nhận ân đức của Phật, nhận nhiều không? Nhiều lắm. Phật cho mình giáo pháp, ân đức luôn. Cho giáo pháp để làm gì? Để chúng ta tu tập đoạn phiền não. Đó là cái đức của khi chúng ta có đoạn phiền não. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Mình sống mình rất là nhiều những hờn giận. Phật cho mình một bài pháp chuyển hóa phiền giận bằng cách là biết quán chiếu tư duy vô thường, sống nay chết mai nè, giận hoài đi cho nó lỗ. Ví dụ đi, mình nhận ra đó. Và mình nhận ra được, mình ghi nhận cái đó gọi là ân đức. Cái đức của người biết ơn. Và cái đức của cái người có khả năng đoạn những phiền não để đưa mình tới cái chỗ giải thoát, giác ngộ, không còn khổ đau. Cái đó gọi là Ba Đức. Đọc lại Ba Đức ha. Trí Tuệ Đức, có khi đọc là Bát Nhã Đức. Đoạn Đức là Giải Thoát Đức. Và Ân Đức. Ba cái đức đó mỗi người chúng ta nên có.
cái đức nhớ ơn, cái đức đoạn những khổ đau phiền não, để đưa mình có được cái đức thứ ba nữa là gì? Giải thoát hay là trí tuệ? Ba đức. Vậy thì trong cái sám pháp dược sư, để chúng con xin tu tập và vượt khỏi những cái khổ đau của sanh tử, để chúng con nhận được, sống được bằng ba cái đức này. Hay nói cách khác, nhờ Phật mà chúng con thấy rõ được hai thứ sanh tử, để chúng con nhẹ nhàng với nó. Vậy thôi. Thì có thấy mệt mệt chưa? Giờ là bây giờ có câu hỏi để thầy nè. Hình như cái chữ này sao mà biết giữ nhiều câu hỏi ha? Đó là cái chữ. Kính bạch thầy, con lập bàn thờ Phật ở nhà. Người bạn con nói là phải để bình hoa phía đông, dĩa trái cây hướng tây, đông bình tây quả. Bàn thờ nhà con quay mặt về hướng đông, nên con không phải biết đặt hoa quả bên nào. Thưa đại chúng, là như hồi nãy chúng ta, hồi sáng chúng ta có nói đó, chúng ta làm cái gì chúng ta đều có, nếu mà đã có cái lòng kính trọng thì chúng ta luôn luôn có một hình thức nào đó để bày tỏ. Nhưng mà nó tùy theo mỗi hoàn cảnh để chúng ta bày tỏ cái lòng cung kính của chúng ta. Người ta quy định là đông bình tây quả, đó là cái người thế gian người ta nói cái bàn thờ mình lập, bởi vì luôn luôn là mình thường là tại vì cái phía đông, phải không, đối với phía tây, đông với tây, thì cái mặt bàn thờ nó xây về hướng gì? Hướng nam, hướng bắc. Đó là bởi vì người xưa quan niệm hướng nam là hướng trí tuệ, cho nên khi lập bàn thờ hướng nam. Đó là một quy định tạm thời, chứ đừng nghe vậy rồi về đổi bàn thờ hết. Cái đó nó vượt ngoài cái, nó không phải chính yếu của đạo Phật. Đạo Phật không bày chuyện đó. Đạo Phật không bày chuyện đó. Mình thờ Phật chỗ nào mà sáng sủa trang nghiêm ở trong nhà mình, ví dụ thôi, bây giờ quy định cái điều đó mà lại cái chỗ Phật nó xây về cái chỗ để giày dép, thầy xây vô một cái cửa phòng hay xây vô một cái phòng vệ sinh vân vân, nó đâu có make sense, nó đâu có hợp lý, nó đâu có đúng. Thế thì chúng ta cứ xây cái bàn thờ ở cái hướng nào đó mà sáng sủa khả dĩ nhất trong nhà mình, rồi thì hai cái món đó nó cứ nằm hai bên là được rồi, vì đó là một biểu tượng. Bên này là dĩa trái, bên này là bình hoa là tượng trưng cho nhân, bên này dĩa trái cây là tượng trưng cho quả. Hai cái món đó để hai bên là tượng trưng cho nhân quả. Cái mà chúng ta cần nhận biết đó là ý nghĩa của hai món đó trên bàn thờ để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta về đạo lý nhân quả, về đạo lý vô thường. Hoa là vô thường, hoa còn tượng trưng cho vô thường. Đấy. Đẹp, tươi, rồi một ngày nào đó cũng khô héo. Còn trái cây á, khi mua là lựa tốt, trưng cho cao, tượng trưng cho chọn những cái quả lành chúng ta làm, vun bồi nó lên cho cao. Cho nên nhớ khi trưng trái cây á, tùy theo bao nhiêu trái mà tìm một cái dĩa cho nó phù hợp. Thí dụ như 4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ, đôi với 3 trái trên này 1 trái cho nó cao lên. Đi kiếm cái dĩa tượng tổ bố vậy để lè phè lăn tới lăn lui vậy, thì nhìn lên cái bàn thờ nó không trang nghiêm là một, mà hơn nữa nó không nói lên cái ý nghĩa. Tại sao trong chùa cứ đôn trái cây cho cao lên? Đó là vun đắp cái quả lành mỗi ngày mỗi cao. Đó là ý nghĩa cúng trái cây, cúng hoa.
Còn nếu mà giờ như cái cô đó cũng nói là bàn thờ cổ đã xây hướng đông rồi, giờ bình đây bình mà để đông nữa để ngay đông, để ngay mặt Phật. Kinh Địa Tạng nói không, người nào mà không nhớ gì hết á, quán hình ảnh địa đảnh lễ Địa Tạng trong hôm mốt ngày, bưng nước uống, khi nước vào miệng xây mặt về hướng nam, nhớ không? Đó, xây mặt về hướng nam, đó là đảnh lễ Địa Tạng là gì? Bởi vì Địa Tạng là trở về với tâm mình, sống mà mình trở về được với cái tâm mình, không còn lăng xăng đâu hết, thì biết gạn lọc cái tâm đó thì dĩ nhiên mình phải nhớ hơn là mình quên. Sở dĩ mình hay kinh thì không nhớ câu nào hết, mà ai mắng mình câu là nhớ mãi không bao giờ quên. Tại vì mình luôn luôn mình sống gì, mình luôn luôn là bỏ cái chơn mà sống với cái vọng. Bỏ cái, cho nên trong cái bài lục sám hối sáu căn của ngài Trần Thái Tông đó, lầm hoa giả mà quên trăng thật, yêu ghét rồi nổi dậy tranh giành. Đây là hoa, nhưng mà thật chất nó vẫn là giả, tại vì nó thay đổi. Còn trăng thật là mãi sáng, chỉ chẳng qua lâu lâu mây che thì gọi là không có trăng, chứ thật sự trăng không lặn bao giờ. Chỉ chẳng qua là, cho nên trăng là tượng trưng cho tâm của mình. Còn lâu lâu á, bị gì che là nghiệp, nghiệp là mây, mà hễ nghiệp mà tan thì trăng, trăng sáng, vậy thôi. Xin nhắc lại một cái câu này chút là bây giờ đông bình tây quả thì mình cũng khó nhớ, thì cứ phải bình trái quả chứ, tay phải nhìn vô bình trái là gì lấy cây là xong, mình cứ nhớ vậy. Còn đông bình tây quả cái nhiều lúc mình quên đi, giờ cứ nhìn vô bằng Phật thì phía phải là đường vòng, phía trái là gì lấy cây là đường vòng. Kính thưa quý vị, có một câu hỏi tiếp tục của sao cái người này mà biết như dữ thế nào. Ta có một cái nét chữ. Bạch Thầy, trong kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện được Phật dạy, nhận đến đồng tử dở nhóm các thành tháp Phật, những hạng người như thế đều đã thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo có phải là thành Phật không Thầy? Mà nếu đã thành Phật rồi sao trở lại làm chúng sanh? Xin Thầy giảng cho Phật tử rõ. Con xin cảm ơn Thầy. Ngày bữa nay vô tới kinh Pháp Hoa. Thế đại chúng, là cái câu đó nó nằm ở trong kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện thứ hai. Thì trong đó có cái câu là như có người đi vào trong tháp miếu mà loạn tâm, thấy không? Mà người đó trong giây phút xưng Nam Mô Phật, người đó cũng có thể thành Phật. Thậm chí những đứa nhỏ nó chơi giỡn, nó lấy cát nó xây thành tháp miếu chùa chiền, nó cũng thành Phật, tức là thành Phật Đạo. Thì câu hỏi trong đó là tại sao người làm như vậy mà thành Phật Đạo? Mà nếu mà thành Phật thì có phải thành Phật không? Mà nếu thành Phật rồi tại sao còn làm chúng sanh? Trước hết á, là chúng ta phải thấy rằng á, cái người mà làm được một đứa con nít mà nó chơi, nó giỡn mà nó biết lấy cát, nó nắng thành chùa, chiền, tháp miếu, thì mình nhận ra đứa nhỏ đó có gì? Có Phật tánh. Nó chủng tử thiện nó đã có rồi. Mà cái người mà sống được với cái chủng thiện Phật tánh rồi thì cho dù người đó làm việc gì nó cũng không ngoài thiện pháp. Vậy thì nó thành Phật Đạo chưa? Nó thành cái đạo lý của giác ngộ, của giải thoát. Chứ đừng có làm thành Phật nghĩa là biến mình thành một cái ông gì đó có quyền năng, có pháp thuật, không phải. Thành Phật nghĩa là tâm họ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, không còn. Tức là cái đứa nhỏ đó, tại sao nó không nắng cái gì? Ví dụ nó có đất sét, nó không nắng cây súng, nó nắng chiếc xe, nó nắng cái nhà, nó rõ lại nắng chùa, nắng tháp. Vậy thì đứa nhỏ này nó đã có thiện tánh chủng tử. Mà thiện tánh chủng tử nó hướng về đó thì nó đi trên con đường Phật Đạo.
hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi chơi với mấy đứa trong xóm đó, thấy ai mà người ta đào đất để người ta làm đường, đặt ống cống, đặt ống nước, là mấy đứa nhỏ phu bù lại, đắp đầu trong miền Tây gọi là bóp đất sét, đem đất sét về cái mấy đứa nó nắng này kia, cái Pháp Hòa nắng chứ chừng nè, nắng ông Phật, đặc biệt là nắng cái quan tài để dành cho mấy con dế, mấy con thằng lằn, rồi để vô chiếc xe, rồi tụng kinh đưa đám cho nó. Từ nhỏ là mình cứ chơi như vậy. Mấy đứa nhỏ nào mà nó đá dế mà con dế nó bị chết rồi, nói mày cho tao, tao đi chôn nó. Rồi hồi nhỏ đi chôn nó, rồi tụng chú vãng sanh đem ra công viên chôn. Mà mấy đứa nhỏ chơi với Pháp Hòa là nó cũng cùng kiểu chơi vậy. Thì thưa đại chúng là cái phẩm phương tiện, tức là nói đến những cái phương tiện để chúng ta hướng tới Phật đạo. Cho nên thí dụ một đứa nhỏ đó, nó nói má, con muốn ăn chay. Nhỏ biết cái gì mà ăn chay, ăn mất sức lắm. Mai lớn nó nhậu không, giờ mình kêu ăn chay đi con, rồi không có chay đạt gì hết á. Thấy chưa? Hồi nhỏ nó không biết gì, nó hướng cái tâm một ngày chay, sao mình không phương tiện cho nó ăn. Nó đang còn sống bằng cái chủng tử thiện của nó, tại sao chúng ta không hướng? Như vậy thì quý vị nhớ là ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thành Phật là thành cái tâm tư giác ngộ của Ngài, chứ đâu phải là Ngài biến thành bình đồng gia sắc gì mà không già không chết. Phải không? Cho nên Ngài vẫn bệnh, vẫn bệnh rồi vẫn mất như bao nhiêu con người khác. Cho nên đừng có lầm thành Phật rồi cái là mình thành một cái ông gì đó đặc biệt lắm, bay bay nhảy nhảy, rồi chỉ cái đèn nó phật lên, ôi bây giờ khỏi cần Alexa, Alexa turn off the lights, nó lên liền, bỏ mấy trăm đồng mua bộ để về gắn đầy nhà. Đúng 12 giờ khuya set up nó vẫn tắt như thường. Giờ đâu cần làm gì cũng có thần thông như thường vậy. Đó. Thành thử ra thưa đại chúng là thành Phật là tâm mình giác ngộ, chứ không phải là một cái tướng trạng gì đó, mà một cái thân tướng nào đó mà như chúng ta hiểu lầm. Và ở trong cái kinh Pháp Hoa cái chỗ đó, tóm lại muốn nói gì? Nghĩa là một đứa nhỏ hay thậm chí một người đi vào trong chùa tháp bằng cả cái tâm loạn. Người nào đang loạn tâm đi vào trong chùa tháp, thấy không? Mà một lần xưng Nam Mô Phật, người đó cũng thành Phật. Vậy thì thành Phật là người đó trở về được với cái đạo lý của giác ngộ vậy thôi. Hay nói cách khác là nếu mình muốn phân tích thành Phật là thành con đường thôi, còn phải tu nữa để thành Phật. Nhưng mà trên con đường giác ngộ là người đó có. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây nè, mình chưa dám xưng mình là chứng thánh, chứng quả gì cả, nhưng mà tâm mình còn lui sụp trên đường tu nữa không? Không. Mình bây giờ là chứng sơ quả rồi đó. Là gì biết không? À, cái sơ quả của mình là nhập được vào dòng thánh, không còn đi dòng theo cái thế gian thường tình nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin giải thích sơ chỗ đó cho đại chúng. Còn hình tiếp theo, kính thưa Thầy, nếu bố thí cho người sử dụng không đúng pháp, như vậy người bố thí có tội không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là chất xíu nhanh quá, A-di-đà-phật. Tức là câu hỏi như vậy, nếu bố thí cho người sử dụng không đúng pháp, vậy người bố thí có tội hay không? Trước khi mình bố thí, ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình là cái người đó, ta nói là tôi đem về tiền về Việt Nam, tôi đi cúng chùa, thì mình nghe cái pháp cúng chùa mình thích, cho nên mình mới ủng hộ vô trong cái công việc cúng chùa, phải không? Mà bây giờ nếu như cái người đó đó họ không đi cúng chùa, bởi vì mà khi họ tới đó là chùa đã đầy đủ, nhưng mà bây giờ cái tiền này dư đây,
họ có thể họ đi cúng một chùa khác để mà gọi là tiếp tục cái công việc đó, hoặc là ngược lại họ đi làm từ thiện. Cái đó tuy rằng nó không đúng cái ban đầu nhưng mà nó vẫn đi vào cái quỹ làm việc chung. Còn cái chuyện mà khi mà mình không biết gì hết, mình nghe người ta làm từ thiện mình đưa, mà giờ người đó hoàn toàn không làm từ thiện, người đó ăn xài cho bản thân họ, thí dụ vậy, thì bây giờ mình phát hiện ra họ làm đúng pháp, vậy thì mình là người cúng, mình đánh rồi, mình xong rồi. Còn cái sử dụng là ở nơi người đã nhận cái tiền đó. Họ phạm cái lỗi là họ đã sử dụng tiền mình không đúng vào cái mục tiêu từ thiện bằng hình thức nào cũng được, thì cái đó lỗi của họ, chứ còn mình đã xong, chứ không có lỗi gì. Ví dụ bây giờ nè, có một vị đó mới đem cho Pháp Hòa, ví dụ đem cho Pháp Hòa một cái áo da, da thật á, cái áo da. Quý vị đem, quý vị tặng cho Pháp Hòa cái áo da đó, Pháp Hòa đâu có biết là ai gửi bưu điện tới, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ một thầy tu thì không thể mặc cái áo da như vậy được, nhưng mà cũng không dùng thùng rác được. Thôi thì mình đem cái áo đó mình cho lại người khác, tại vì người tu là không xài cái đó. Vậy thì quý vị có lòng tặng cho Pháp Hòa là quý vị xong rồi đó. Còn phần Pháp Hòa, Pháp Hòa sử dụng đúng là không xài cho người khác. Còn nếu Pháp Hòa đem ra mà bán lại thì cái này là xài pháp, vậy thôi. Còn khi mình làm, mình đưa người ta rồi ta không làm, cho dù người ta làm từ thiện, ta cúng chùa, nhưng nó cũng còn trong cái phạm vi gọi là làm thiện, thì điều đó chúng ta trân quý. Còn nếu ngược lại, người đó không làm gì hết mà tự sử dụng cho chính mình thì lỗi của họ, chứ còn mình đã xong cái phần của mình rồi. Thưa đại chúng, quý vị cứ nghĩ vậy nè, khi mình nghe ở đâu đó có sự kêu gọi ủng hộ, mình cứ gửi cái tâm mình về đó, phải không? Còn cái việc đó đi đâu, mình xong rồi. Tâm mình đã có mặt với cái người khổ nạn đó rồi, mình đã có mặt với họ rồi.